Sau đôi lúc cũng thấy mệt mỏi, muốn dừng lại và đứng trước gương. Vì nếu em có bạn lần đi tiếp thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường của con đường đó. Có phải anh bỏ lại nỗi đau là khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách hoán đổi không hoàn hảo? Cũng do ngốc mà thôi, đã biết là chó không nhận lại, tại sao lại nói cho người ta biết để người ta phỉ là nói dai? Cũng có lúc em bị trầm cảm vì một cú sốc như vô hình, một người em quen gấp anh đi mất, liệu rằng em có thể bình tĩnh được như vậy hay không? Hay anh xem đó là trò đùa, cũng như bài hát em gọi tên anh ở trong nhận thức em từng hứa. Ở nếu lời hứa mà em từng hứa với anh hôm nay là dư thừa thì anh cứ phủ như chưa từng nghe một lời chia tay không còn nữa. Vẫn biết rằng em tốt với anh nhưng anh lại yêu một người khác, tình yêu tam giác là ba mũi dao, biết như vậy mà vẫn đổi chát sao? Có thể anh cho em khùng vạ chia tay em trong dứt khoát, nhưng em sẽ cấm anh làm em đau tạo vết thương bên trong thể xác này. Em cấm anh nói yêu em khi đang trong vòng tay người khác, và em cấm anh nhìn vào em bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Em cấm anh đi bên nó mà lúc nào cảm nghĩ đến anh đối với tư cách một người đi trước, giá trị của em vẫn hơn một lần. Em cấm anh đem so sánh ai tốt hơn nhiều việc em làm, vì anh chưa hiểu được hết khái niệm một người phụ nữ cần phải quan tâm. Em cấm anh rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này. Em cũng sẽ cấm anh nghe từ cấm khi em không còn lại người ấy. Em cấm anh nói yêu em khi đang trong vòng tay người khác, và em cấm anh nhìn vào em bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Em cấm anh đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến em đối với tư cách một người đi trước, giá trị của em vẫn hơn một lần. Em cấm anh đem so sánh ai tốt hơn nhiều việc em làm, vì anh chưa hiểu được hết khái niệm một người phụ nữ cần phải quan tâm. Em cấm anh rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này. Em cũng sẽ cấm anh nghe từ cấm khi em không còn lại người ấy. Em cấm anh hay thức khuya đánh liên minh vào 2 giờ sáng, biết sức khỏe anh không được tốt thì đừng cố gắng quên đi thời gian. Em cấm anh đi về đêm khi đã không còn em bên cạnh, vì em biết chắc nó không thể cản đi những hạt mưa trên mái tóc mềm. Em biết là anh sẽ hỏi lấy tư cách gì em xen vào, thì cũng đơn giản là một con ngốc làm tròn trách nhiệm mặc dù xa nhau. Anh quên đi việc em làm, nếu em nói anh bảo kể công rồi anh sẽ nói là anh không bắt tại sao em làm, rồi còn dài dòng. Với nó thì mọi việc khác đó, không làm thì cũng được ghi nhận, mà thôi đâu còn quan trọng đâu, đâu phải chỉ trong vài lần. Đành ngậm miệng để anh vui thôi, nói sao thì chuyện cũng vậy rồi, chỉ tiếc là không thể tặng cho anh hạnh phúc mà anh mơ thôi. Nhưng cấm thì vẫn cứ cấm, mặc dù biết là 7 phần thừa có phải món ăn anh tự tay làm bên trong chiếc hộp thôi. Không còn chữ, cảm thấy cấm anh qua đủ rồi, lần này em cấm bản thân em. Em cấm em không thể cười nếu như ngày mai không anh bên cạnh. Em cấm anh nói yêu em khi đang trong vòng tay người khác, và em cấm anh nhìn vào em bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Em cấm anh đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến em đối với tư cách một người đi trước, giá trị của em vẫn hơn một lần. Em cấm anh đem so sánh ai tốt hơn những việc em làm, vì anh chưa hiểu được hết khái niệm một người phụ nữ cần phải quan tâm. Em cấm anh rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này. Em cũng sẽ cấm anh nghe từ cấm khi em không còn là người ấy. Em cấm anh nói yêu em khi đang trong vòng tay người khác, và em cấm anh nhìn vào em bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Em cấm anh đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến em đối với tư cách một người đi trước, giá trị của em vẫn hơn một lần. Em cấm anh đem so sánh ai tốt hơn những việc em làm, vì anh chưa hiểu được hết khái niệm một người phụ nữ cần phải quan tâm. Em cấm anh rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này. Em cũng sẽ cấm anh nghe từ cấm khi em không còn là người ấy. Em cấm anh hơn thua anh với ai từng cử chỉ, thực tế với giả tạo suy nghĩ thử xem anh cần gì. Em cấm khi gặp em anh quay mặt về nơi khác, tại sao không nhìn thử con rối vô tâm anh đã tạc. Em cấm anh liên miệng rằng nhỏ kia tốt hơn em, người chiếm đoạt kẻ hy sinh thì lấy tư cách gì so sánh. Nói như vậy quá rõ ràng, sự thật không thừa cũng chẳng thiếu, vì vậy em cấm anh nói với anh rằng em chẳng hiểu. Có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi, muốn dừng lại và đứng trước gương, vì nếu em có bạn lần đi tiếp thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường của con đường đó. Có phải anh bỏ lại nỗi đau là khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách hoán đổi không hoàn hảo? Cũng do ngốc mà thôi, đã biết là cho không nhận lại, tại sao lại nói cho người ta biết để người ta phỉ là nói dai? Cũng có lúc em bị trầm cảm vì một cú sốc như vô hình, một người em quen cướp anh đi mất, liệu rằng em có thì bình tĩnh. Khủng ghê. Ok, bài gì nữa mọi người? Bài gì nữa? Hay quá, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Cảm ơn Bơ. Không, ta có nên gì mà ta có nên. Không, bài chị vừa rap là bài cấm một. Nói chuyện đi xíu, hỏi chuyện gì mọi người? Hôm nay này cả hát hay dữ hả? Mệt không? Sao? Đi ngủ đi xíu dạ, sắp off rồi mọi người. 15 phút nữa em off nha.
Là kẻ thua cuộc ở trong tình cảm, chỉ biết núp sâu vào bóng tối. Khi kim đồng hồ qua 3/4 thời gian trong ngày không mong đợi. Và chính là đây, khoảng thời gian mà chỉ riêng mình em với em vẫn lại tự kỷ. Dù cứ nghĩ bình minh có lẽ sẽ tới nhanh, dòng trạng thái mà em đã đang chỉ muốn một người bấm like nó. Trong khi thì đó bên từng anh lại viết status cho ai đó. Có lẽ cuộc đời này khá trớ trêu, em yêu anh yêu nó, còn nó thì chẳng quan tâm bỏ mặc anh thức khuya như vậy đó. Em phải ghi gì quan tâm thế nào chỉ với tư cách người thứ ba. Em nên im lặng dù biết anh. Thì xe hát nhỏ thôi để em ngủ. Con này thiệt, tao đánh mày nha. Uống sữa cho chưa? Dạ em mới ăn về á, em mới đi ăn về. Xíu đi, mới đi ăn với chị Trang đúng không? Đâu có, đâu phải chị Trang. Đi ăn với chị Na. Ủa chị Na tên Trang hả? 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 Chị Na tên gì? Không, không đi ăn với chị Trang về hả? Ừ, Trang nào không phải? Vòng tay không ấm êm, anh cứ tìm về nơi em sẽ xua nhẹ cơn gió đêm. Xa thật là xa, nơi con tim em gục ngã là một lời nói của hát phũ phàng từ miệng của anh chợt thốt ra. Nước mắt không thể tung, cả hai đều không muốn, chỉ biết lặng lặng để nhìn về anh giấu đi phía sau giọt lệ buồn. Cuộc sống vui vẻ nha anh, hãy để nhạc tình em tự kỷ có chăng là đau lắm ở trong tim cũng mỉm cười, cũng chỉ vì nếu hạnh phúc từ nơi anh là do niềm đau em đánh đổi, em sẽ cho anh đó hết tất cả vì dù sao cũng đã qua rồi. Em không níu cũng chẳng buông, làm kẻ thứ ba càng không muốn, nên em chọn cách phải đứng phía sau ngắm nhìn những khi anh về muộn cùng với ai. Là tình yêu, là cảm giác, khi cảm giác đó làm anh đau thì nói với em đi cấm gạt, bởi em không thích như vậy đâu. Và anh có hiểu không, em sẽ giết chết đi hết cảm giác đã từng khiến em phải trĩu lòng những khi vô tình. Nhìn lại tấm ảnh của anh thôi, tự nhiên nhắm mắt rồi tắt ống thở, đôi môi cười nhạt nhưng không nói, nhưng tự lừa dối mình mà thôi. Miệng sao anh vui là em cười, thật sâu bên trong em chưa từng muốn phải nhìn thấy anh đi bên người. Em ích kỷ hơn anh nghĩ, vì em không mong anh hạnh phúc khi bên người ta để quay về. Tự kèm chút từ người biết rằng anh chẳng quay về đâu, dù sao cũng chỉ một câu nói những gì của anh vào trong đầu. Em muốn anh biết có em đây, những khi ngã có em đây, lau nước mắt đỡ anh đứng dậy những việc nhỏ nhặt như có em đây. Nếu có thể ông sẽ vì anh làm một chỗ dựa trên tinh thần, còn phần thể xác anh dành cho ai phụ thuộc trái tim nữa. Anh cần không em cho đôi mắt, anh muốn gửi em gửi đôi môi, bản niềm đau để mua hạnh phúc gửi tặng cho anh như lời anh nói. Em sẽ cho anh hết tất cả, chỉ còn một thứ nhìn bởi loại, đó là trái tim chẳng còn nguyên vẹn, chính anh làm vỡ 1/2. Em muốn anh biết có em đây, những khi ngã có em đây, lòng nước mắt đỡ anh đứng dậy những việc nhỏ nhặt như có em đây. Nếu có thể ông sẽ vì anh làm một chỗ dựa trên tinh thần, còn phần thể xác anh dành cho ai phụ thuộc trái tim nữa. Anh cần khóc em cho đôi mắt, anh muốn cười em gửi đôi môi, bán niềm đau dạ như mình để tặng cho anh như lời anh nói. Em sẽ cho anh hết tất cả, chỉ còn một thứ xin giữ lại, đó là trái tim chẳng còn nguyên vẹn, chính anh làm vỡ 1/2. Cảm ơn mọi người, sau khi mọi người nhé. Xíu ơi, ơi nhớ xíu. Mày xạo quá mày. Mày mỗi lần mày qua là mày đánh tao, bây giờ mày kêu mày nhớ tao. Gì? Đánh chị bao giờ? Không. Ai chơi cũng được hết trơn mọi người ơi, ai cũng được hết trơn. Cho xin cái bài hát bài này là bài có anh đây à. Cả nhà ơi, tap tap screen mọi người ơi. Á cái cây. Có anh đi, những khi nghe có anh đi. Cảm ơn mọi người đã follow ạ. Cả nhà ai đang xem live mọi người bấm dưới màn hình 3 cái giúp em với nha. Không thấy bấm 3 cái, bấm 5 cái đó. Help me. Cả nhà ai tắt tắt screen mọi người. Đó, mà tính rồi. 23 mọi người, 23 mở khóa double mọi người, 23 mở khóa double ạ. Anh cứ lực cho mình không biết. Nấp tay đi nhà ơi. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn.
đâu, chị mới bay vô tối qua. Đáp bô mà nghe ơi. Dạ mấy hồi đây thì mấy trường. Mai về rồi, mai về vậy, mai về. Dạ, mai về. Đáp bô mà nghe ơi. Bữa nào chị tới Sài Gòn đi rồi chị gọi. Ok. Ok. Cô đã hai chị Hà không lên nữa hả? Mọi người ơi, chị cần lên bài nào không có đáp bô, nhà chị không có đáp bô. Sẽ lên, chắc chắn sẽ lên. Nhà chị không có đáp bô. Không có đáp bô. Cảm ơn Hà Mi ạ, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Trời đất ơi. Nhà mình không có bển cho mấy chị có bông bú hoa đồ để hai chị có đáp bô kìa. Nhà mình không có đáp bô. Em nghĩ hai chị lên đáp bô. Không cần đáp bô đâu. Một con xe là thắng rồi em. Trời ơi, không biết chị có xe mà đi xe đạp hay là bộ nữa. Cả nhà ơi, bấm tay cho màn hình vô, màn hình ba tay giúp em nha mọi người. Xin ra cũng phải như lúc đấy. Thôi, ít ra thì mấy chị cũng phải lên được 10k như lúc nãy thì em mới tin là hai chị giàu có. Không thấy điểm biết hay luôn hả? Lắc rồi á, bấm thoát ra vô lại xem. Không phải là lắc đâu mà do hai chị kia không có chơi đó. Ai nói người ta biết kia được 130 với 21 điểm đó, ai nói? Ôi. Đợi đi, đợi đi. Để hai chị lên nè. Kìa, chị Hà là hai chị Hà đang thủ thôi. Trông chị đẹp thế, cảm ơn Băng. Chị cuối mọi người ơi, phút cuối mọi người ơi, gáy đi, ừ gáy đi, gáy sớm đi. Gáy đi vô. Ủa vậy chứ chơi đi cây mà không gáy làm gì trời. Cứ gáy khi còn có thể đúng không? Mình phải gáy khi còn có thể chứ. Mình gáy đi, mình sợ ai mà mình không gáy. Đúng. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mấy kem, cảm ơn chị. Thôi để xíu gì xíu lắng điểm. Cảm ơn mama. Ra kèo hả? Cảm ơn chị. Thấy tóc cũng đẹp đó. Xù đầu à chị? Cái đầu chị Hà mà chị Hà tiếp mà xù một cái tao nói. Như cái đám đường uống. Xù đi. Có được không? Quá đẻ. Quá đẻ luôn cha. Nãy chị đánh em lẹ hò quá đẻ rồi. Chưa tự gọi nó bằng chị. Hello chị cái da xanh. Hello chị cái da xanh. Nhà chị siêu nhấp tay nhiều quá. Mọi người ơi, tap tap screen giúp em kèo 2 ạ. Second. Nhấp tay nhiều ơi. Từ chối gì ông, từ chối rồi. Nhấp tay của em á cả nhà. Hello chị Quy. Nhắm tay mọi người ơi. Cái do xanh là chú hả? Cảm ơn Như Như ạ, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Là anh hả? Cảm ơn Võ Nguyên Trinh là phô lô. Cảm ơn Bim Bim mẹ chơi đi tim ạ. Trời ơi, nhìn cả nhà bấm tay mọi người 3 cái giúp em nha. Để em thay cái màn hình cái hả? Cảm ơn chụp Mỹ đã phô lô. Mà tóc phải xù như vậy sao? Xíu có còn mê trái cây hay chăng? Thì cũng phải thì xíu mới ngủ đi làm muộn rồi. Nốt kèo này xíu ốp nha mọi người, nốt kèo này xíu ốp. Cảm ơn Bi ạ. Cảm ơn nhà ơi. Cảm ơn mọi người ơi. Cảm
mà em biết hai chị nghèo như vậy á, tại vì á em tưởng là hai chị giàu cho nên mới gọi chị xíu vô. Ai dè ủa Trang Quý Nam vô hồi nào vậy? Ai dè à, hai chị nãy chơi với em rồi được một ca gì đó hả? Chị cần lấy một con. Cảm ơn Trang Quý Nhân. Con phượng sư tử thắng thôi mấy chị ơi. Con sư tử hay con phượng hoàng hay con cá heo gì thì em nghĩ chị không có đâu. Trời ơi lắm. Em vô lâu lắm rồi hả? Sao nãy giờ em re chị không thấy vậy? Cảm ơn Jim hay mắc cúp đã follow ạ. Sát thương. Sát thương. Hai. Em hết sức lạnh đi đây. Cảm ơn em luôn. Tôi xin lỗi. Đạt cô gái nước lạnh luôn. Cảm ơn cô bé không có chân mày đã follow ạ. Chị Jim ơi, mở nhạc nhỏ nhỏ thôi cho hai chị kia kêu cứu nó kịp. Ok. Chị Jim ơi. Chị Jim ơi. Chị Jim ơi. Chị Jim mà chị nè. Ê xíu ơi. Ừ. Đúng quá. Ủa mà làm MC á tập lộn thông cảm. Tại vì nhà chị qua comment kêu dêm đi, kêu dêm cảm đi. Cảm ơn Phúc Diễm ạ. Đâu chị dêm. Hai. Trời ơi hai chị. Chị Hoàn Nam. Không dám nói nào. Mà chị trời đừng hú mày kia. Chà. Em có thấy những gì chị đang thấy không ơi? Chị ơi, em thấy gứt gõ, em thấy gứt gõ kỳ này ha, lửa đốt phừng phừng. Dữ ta. Dữ ta. Trong khi chị Hà tiếp mà không có ai hung hết trơn kìa. Trời ơi, ghen kìa. Nhông mày. Chị cười ngơi quá mọi người ơi. Chị ba. Em ơi. Trời. Quý mọi người ơi. Ai cũng đừng hôn chữ Hà. Cảm ơn Thu My Lan ạ, cảm ơn đồng cảnh cùng tôi nha, cảm ơn Phúc Diễm ạ, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn Nguyễn Hương Động follow ạ. Cảm ơn Thu chơi nha. Cảm ơn gia đình chị Xíu, cảm ơn chú Tài, cảm ơn chị Trâm, cảm ơn chị Trang, cảm ơn hai, cảm ơn chị Thu, cảm ơn Nghiên, cảm ơn Phúc Nguyễn, cảm ơn Hạnh Tiền, cảm ơn N, cảm ơn 390 anh chị, cảm ơn Thu chơi nha. Cảm ơn Trâm Nguyễn Nhân, cảm ơn ông xã, cảm ơn Trang Nguyễn, cảm ơn Hi Hi Ha Ha Hồ Hồ, cảm ơn Thu My Linh, Malin, cảm ơn Phúc Diễm, cảm ơn Thanh Tiền, cảm ơn TN Nguyễn, cảm ơn Hoàng Anh 98, cảm ơn Nguyễn Như, cảm ơn Thu Lan, cảm ơn tất cả mọi người đã nhấp tay và tặng quà giúp em, cảm ơn gia đình nhà mở. Ai chị xíu lấy đi, chị xíu lăn đệm em ơi, chị xíu lấy đi. Em lấy đó. Kèo này cho em lấy đó, lấy đi. Cho em lấy hả? Ừ. Hời ơi. Hời ơi. Có con ca hai à, làm biến lấy quá. Thôi, hai chị Rồi lấy mình lấy. Mình lấy nhẹ cặp chân mày thôi được không? Tẩy trắng là chị ai sao? Đúng rồi, lấy nhẹ nhẹ thôi, xương xương thôi. Chị xíu lấy đi. Chết mẹ em chứ mở nó đáng nghèo là anh nói được không? Chứ mở mà nó lấy sẽ lấy trời giật giật không à. Xíu em nói là con kia em không có cái tẩy trắng. Không mấy em thấy chị Hà Tích nói mi quá trời luôn, bứt lông mi đi. Nói được không? Em không có bút. Nói là sao? Ok, nói lại đi, nói lại đi. Ôi trời đất ơi. Chị không có cái ấy. Tổ quá đi. Mọi người ơi, đệm lấy gì đó. Thì hello Bachi. Lát xem mọi người ơi. Lát xem mọi người ơi. Cả nhà ơi, bấm tay qua cho mình giúp em ba cái nữa.
Sao kêu up? Hết game này, last game rồi mới up á. Last game rồi. Tăng 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 tăng. Đừng hãy nhìn tôi. Đừng hãy nhìn tôi. Ui, hồi nãy chị Hà, hai chị Hà nói là nhan sắc hai chị Hà nó đẹp hơn em. Chị mà bây giờ bị tàn phai nhan sắc rồi sao? Hello Phạm Hân ạ. Cảm ơn Trammy ạ, em sắp chạy rồi. Sắp xong rồi, cái màu tóc của chị Hà chip giờ cảm nó thương cảm ạ. Cảm ơn Trammy. Cảm ơn Ngọc Như ạ. Cảm ơn nhiều ạ. Cả nhà bấm tay cho mọi người 3 cái với em nha. Cảm ơn Diệu. Cảm ơn Giang ơi. Giật mình. Cảm ơn Ngọc Bích ạ. Cảm ơn Nhi, Nhi Đảm Đang. Hello cái là chị Hân. Bây giờ nếu mà em méo lên Dung Bình ạ. Em khóc lúc này quá mọi người. Anh tập ban rồi chẳng một người nhau một khóc rồi. Biết mà. Cảm ơn Trang, cảm ơn Nguyễn. Cảm ơn cô, trời ơi nhiều. 6 bông mọi người, 6 bông à. Cảm ơn Nguyễn Kim Yến à. 6 bông mọi người, cảm ơn Nguyễn Bảo Khánh. Chơi PK với hai chị kia mà buồn ngủ luôn á. Đó phải chín hả? Qua ngày rồi mà mọi người hai chị mà. Đánh em như hồi nãy đi, em năn nỉ luôn á. Cảm ơn tập mama. Đánh em đi. Đậu em nè, nắm đi. Bên trong nguyên nhân gì đó. Cảm ơn xã, cảm ơn hẹn ngày mai à. Em buồn lắm. Đánh em đi. Anh có trong này không? Tôm kiếm ai? Cảm ơn Trang Nguyễn à. Tao con thôi. Trang đỉnh quá. Tao hậu cung của tôi mãi đỉnh. Chỉ là chị chưa có nghe một cái bài à thôi. Trời ơi, lịch chơi. Trời ơi. Tao con thôi. Em mới lụm xu về đại ca nè. Cảm ơn Huỳnh Liên, cảm ơn Phúc Diễm ạ. Ta đã phóng ở trên con Mustang. Mã yêu kêu anh Bin dầm con. Một hôm tăng thu lại. Chú Bin đã có đài. Cách ăn cao còn trách ngờ thỏ bên bắt là thằng bắt lại. Chú Bin bảo dân trốn chạy hổ thêm tổng bạch ăn. Thu bởi xa làm với loài thách nghe sự hấp dẫn thêm cho trong tác. Cảm ơn đại ca lắm, cảm ơn Kami. Sau vài năm thì ta đã bắt trở lại và không có gì là trở ngại. Hôm nay mới chỉ là một. Cảm ơn Huy ạ. Có nhiều cái tồn tại cũng có. Cuối mọi người ơi. Cả nhà nhấp vô hình ba cái giúp em với mọi người. Cảm ơn Phúc Diễm ạ. Cảm ơn Hồng Hạnh. Nghe nè Hồng Hạnh ơi. Hãy bên nhau bệnh nha. Cảm ơn Kim Sửa và Hà Hà. Cảm ơn Funny Girl. Nhạc được cháy hả? Dạ, mấy ba chưa bệnh chưa. Cảm ơn Bi Heo. Cảm ơn chú Di này về lúc ngủ ngon rồi óp mọi người ơi. Cuối mọi người ơi. Cảm ơn cô chủ nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn gia đình nhà mình ạ. À. Cảm ơn Trang.
tất cả mọi người đã nhấc tay và tặng quà giúp em ạ. À, cảm ơn cô chú, cảm ơn chị Hiền. À, Hiền hay hẳn mắt tiêu chữ mê mở rồi. Alo chị Xíu, chị nghe nè. Thôi em về nghe, chị Xíu có lấy kiều không? Hai bà đi. Về đi, bye bye. Bye bye chị Hai Hai, bye bye hai chị Hà, bye bye chị Xíu, bye bye mọi người tốt nha. Cảm ơn chị Xíu, mọi người lại tốt nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người lại tốt. Bye bye mọi người, bye bye mọi người. Bye chị. Ừ, lại giỏi. Hôm nay em like trễ. Em mới ăn về mọi người nên không muốn sửa được. Mọi người đã thức đợi em tới giờ này. Cảm ơn chị Tiffany. Cảm ơn chị và xin lỗi chị rất là nhiều. Cảm ơn Trần Nguyên Nhân, cảm ơn Alex Võ, cảm ơn Ghi Lắc, cảm ơn Kim Yến, cảm ơn chị Đan, cảm ơn Lola, cảm ơn Trang Nguyễn, cảm ơn Hà Mia, cảm ơn tất cả mọi người trong gia đình đã tối nay đã vào đây chờ với em và giúp đỡ em. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều và hy vọng là mọi người sẽ có một giấc ngủ thật ngon và ngày mai thức giấc sẽ là một ngày có thật nhiều năng lượng tích cực nha mọi người ơi. Cảm ơn vui vẻ ạ. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn hậu cung, cảm ơn gia đình lớn ạ. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye mọi người. Em không biết nói gì hơn là ngoài lời cảm ơn và lời xin lỗi đáy lòng em tự gửi tới cho mọi người. Bye bye mọi người ạ. Hẹn tối mai gặp lại đúng giờ nha mọi người ơi. Tối mai tụi mình sẽ gặp nhau đúng giờ nha. Bye bye mọi người ạ. Cảm ơn Giàng Admin tối nay đã làm việc thức khuya làm việc giúp chị nha. Cảm ơn Giàng Admin ạ. Bye bye mọi người. Xin lỗi vậy đại ca, có những chuyện cần xin lỗi á. Bye bye mọi người. Bye bye. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. À.